Hiệp Khách Hành VN xin kính chào cả nhà, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, dài dạng điều cát tường. Đây là trước mắt mình là đường Peter cả nhà. Thì đường này được cắt dưới đường Nguyễn Đình Chiểu. Trên cái con đường Nguyễn Đình Chiểu này nó rất là dài và có rất nhiều những cái con đường cắt như thế này đi theo con đường Nguyễn Đình Chiểu. Thì hôm nay Hiệp Khách Hành sẽ đưa cả nhà mình dạo một vòng của đường Sài Gòn, như quận 3, rồi quận 9, phường 9, quận 10 chứ. Rồi một số những con đường khác và đến quán chay của ca sĩ Phi Nhung và chùa Giác Ngộ ngay cả nhà, để xem cái hôm nay quán chay của ca sĩ Phi Nhung đã hoạt động lại chưa, và có dịp mình sẽ ghé chùa Giác Ngộ viếng Phật luôn cả nhà ơi. Thôi bây giờ mình let's go ngay cả nhà. Cả nhà mình xem video nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hiệp Khách Hành VN để mình có động lực mình làm những cái video hay khác tiếp theo gửi đến cho cả nhà mình cùng xem và đón xem những cái video khác của Hiệp Khách Hành nghe cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình thật nhiều. Đây, tiếp tục trước mặt mình là con đường cắt ngang hai ngã tư của Nguyễn Đình Chiểu là Nam Kỳ Khởi Nghĩa nghe cả nhà. Đây là tổng dinh tổng giám mục, rất là đẹp luôn. Hôm nay mình chở con mình ra Sài Gòn, mình sẽ quay một số những con đường Sài Gòn và quán chay ca sĩ Phi Nhung. Con mình hôm nay nó được ra Sài Gòn cái nó mừng quá, nó ca ríu ra ríu rít, nó nói như chim sâu chim sẻ vậy cả nhà. Mà nhìn Sài Gòn nó quay lại cảnh nhộn nhịp như vậy thì cũng rất là mừng luôn nha cả nhà. Tuy rằng nó không được như xưa nhưng mong rằng dần dần Sài Gòn sẽ được quay trở lại và nhộn nhịp tấp nập hơn xưa chứ không như xưa nữa. Đây trước mắt mình là một con đường cắt ngang là Lê Quý Đôn nữa nè cả nhà. Trên cái con đường Nguyễn Đình Chiểu này nó rất là dài những cái ngã tư. Nếu mà đường phố Sài Gòn mà mình không biết đường đi á, mình có thể đi lạc luôn đó cả nhà, tại vì nó rất là rộng lớn và đường một chiều chứ không có giống như mình ở trong các quận huyện nhỏ có đường hai chiều nên rất là khó chạy, mình đi không biết là mình đi rất là xa. Mình đi tìm quán chay của ca sĩ Phi Nhung ở đường Nguyễn Chí Thanh đó cả nhà, mà mình không biết mình chạy lòng vòng lanh quanh sẵn mình cũng chạy một vài con đường luôn để cho cả nhà mình ngắm phố xá của Sài Gòn. Đây trước mắt của mình là cắt ngang là Cách Mạng Tháng 8. Một vòng Sài Gòn những con đường qua lệ thì coi nó có còn là tráng lệ như xưa nghe cả nhà hay là ghê lệ. Thì hôm nay sau một giấc ngủ dài của Sài Gòn thì cũng đã là thức giấc và từ từ hồi phục lại sau cơn bệnh nặng dài kéo dài trong 120 ngày đấy cả nhà. Nhưng mình ra đường thì mình vẫn phải đeo khẩu trang và cách xa, với lại mình cũng phòng chống để bảo vệ cho mình cũng như người thân, cho gia đình mình nghe cả nhà. Bây giờ mình sẽ quẹo qua đường Hồng Bàng nghe cả nhà. Mình cũng chạy một cái con đường Hồng Bàng dài này để gửi đến những hình ảnh của Sài Gòn để cho cả nhà mình xem, để coi tình hình buôn bán qua lại của người dân trên những tuyến đường này thì như thế nào. Mời cả nhà cũng cùng đồng hành với Hiệp Khách Hành và thật nhiều sức khỏe nghe cả nhà. Rất là đông người, người ta ra đường, người ta đi làm cũng như là đi buôn bán qua lại cả nhà. Mình thấy trên đường rất là đông xe luôn, thấy rất là náo nhiệt, cũng rất là mừng. Tuy rằng cái sự náo nhiệt này thì không bằng như Sài Gòn trước, nhưng mình cũng đã có sự khởi sắc và mình cũng rất là vui luôn rồi cả nhà. Đây ngã tư Hồng Bàng là ngã tư Hồng Bàng, bên kia là Lý Thái Tổ và bên đây là đường Hùng Vương. Mình sẽ quẹo qua đường Hùng Vương nha cả nhà. Đó, ở đây có cái công viên gì nè, nó cũng thấy rất là đông người già như trẻ em đều đến đây, người ta vui chơi tập thể dục cái gì đó trên con đường này, nhưng mà mình không biết là công viên gì, nhưng mình quay thấy nó đẹp mình gửi đến cho cả nhà mình xem. Rồi cả nhà có ai biết đó là công viên gì thì comment xuống dưới gửi đến cho Hiệp Khách Hành để Hiệp Khách Hành biết nha cả nhà, chứ mình cũng không biết đó là công viên gì luôn á. Mình thấy nó đẹp thì mình quay thôi. Đây mình đang chạy là trên con đường Hùng Vương nghe cả nhà.
thì cắt ngang dưới ngã tư ở phía trước này có con đường Hùng Vương là Lê Hồng Phong. Nói chung là Hiệp Cách Thành ở Sài Gòn nhưng mình ở một cái quận nhỏ là Bình Tân, thì mình cũng ít có ra Sài Gòn cả nhà, nên ra mình đi ra đây mình cũng không gành đường lắm, mình cũng phải chạy lòng vòng, với lại mình cũng hỏi nhiều người đặng tìm đến cái con đường của chị Phi Nhung. Đây là phía trước là đường Lê Hồng Phong này cả nhà, thì đường Lê Hồng Phong đang ngang với con đường Hùng Vương. Với lại mình cũng muốn chạy vòng vòng một số con đường để gửi đến những hình ảnh đẹp cho cả nhà mình xem đó. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo qua đường Nguyễn Chí Thanh nè cả nhà. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh nè. Ở trên con đường Nguyễn Chí Thanh này buôn bán rất là nhiều những cái tượng Phật cũng như là tranh ảnh đèn hoa hào quang đồ, những cái gì mà liên quan tới Phật pháp đó cả nhà, thì hầu như người ta bán ở trên cái con đường Nguyễn Chí Thanh này rất là nhiều. Đây là đường Sư Vạn Hạnh này, được cắt ngang với Nguyễn Chí Thanh nè cả nhà. Còn đây là chùa Giác Ngộ. Bây giờ mình cũng chạy một đoạn của con đường Nguyễn Chí Thanh này để gửi tới cái hình ảnh người ta buôn bán như thế nào nghe cả nhà, rồi mình quay lại quán chay của ca sĩ Phi Nhung cũng nằm trên con đường này luôn. Đó cả nhà thấy không, rất là nhiều những hình ảnh Phật cũng như tượng hoặc là những cái gì mà liên quan tới Phật pháp á, người ta bán trên dọc hai con đường này nè. Cả nhà mình có muốn mua cái gì thì ra đường Nguyễn Chí Thanh mua là có hết đó cả nhà. Phía trước mình là cái bồn binh ngã tư Nguyễn Tri Phương. Ở đây nó tới rất là nhiều những cái con đường có phía bên kia nữa mà mình cũng không biết là đường gì cả nhà, nhưng nó là cái ngã tư mình thấy để Nguyễn Tri Phương đó. Đó đây bán tôm cua ghẹ gì rất là đông, nhưng hầu hết hôm nay trên những cái con đường mình đi qua đó là người ta buôn bán là người ta mang về, không có cái gì mà buôn bán ăn tại chỗ hết rồi cả nhà. Nhưng tình hình đường phố Sài Gòn hôm nay thì cũng đã có phần vô cùng là nhộn nhịp hơn nhiều vào những cái ngày trước. Nhưng so với lúc trước mà Hiệp Cách Thành đi ra Sài Gòn thì nó vẫn vắng hơn, nhưng nó cũng đã dần hồi phục như thế này thì cũng rất là vui rồi cả nhà. Chùa Giác Ngộ được đối diện với quán Buddha của ca sĩ Phi Nhung, cũng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 nha cả nhà. Đây là quán chay của ca sĩ Phi Nhung nè. Đó là quán chay ca sĩ Phi Nhung nè. Ca sĩ Phi Nhung này cả nhà, nhưng mà đóng cửa rồi, vài bữa nữa thì mới có mở cửa lại. Đây là nơi ca sĩ Phi Nhung, cố nghệ sĩ Phi Nhung nằm ở đường Nguyễn Chí Thanh, nhưng bây giờ đóng cửa rồi, không ai hết trơn, không có bán. Cố nghệ sĩ Phi Nhung có hai quán chay, một quán nằm ở đường Trương Định quận 1 và một quán thì nằm ở đường Nguyễn Chí Thanh này nghe cả nhà. Giờ mình vòng qua bên chùa Giác Ngộ để mình xem coi mình có vô giếng chùa được không. Đó cả nhà mình thấy không, ở phía bên tay trái của mình đó, mình đang chạy tới đó là quán chay của ca sĩ Phi Nhung đó cả nhà. Còn ở bên tay phải của mình đây nè là chùa Giác Ngộ nè. Chùa Giác Ngộ thì hôm nay vẫn chưa có mở cửa đón Phật tử vào chùa để viếng nha cả nhà, thì vẫn còn đóng cửa, chỉ để anh Phật ở ngoài, có ai muốn lại cầu nguyện gì cầu nguyện thôi. Đây mình gửi hình ảnh đến cho cả nhà mình xem nha cả nhà.